chào quý vị. Trong bản tin ngày 13 tháng 8 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin chính như sau. Tiến sĩ Theresa Tam cho biết làn sóng Covid-19 thứ tư hiện đang xảy ra ở Canada. Pfizer sẽ có dữ liệu thử nghiệm vaccine Covid-19 cho trẻ em vào cuối năm nay. Thủ tướng Justin Trudeau có kế hoạch kêu gọi bầu cử trong vài ngày tới. Người dân Canada có thể mong đợi một cuộc bầu cử liên bang vào ngày 20 tháng 9 tất cả nhân viên tại cơ sở chăm sóc dài hạn ở tỉnh BC bắt buộc phải tiêm vaccine COVID-19. Tỉnh Ontario báo cáo hơn 500 ca nhiễm mới lần đầu tiên kể từ giữa tháng 6. Tỉnh chi thêm 2,2 tỷ đô la trong chi tiêu COVID-19 để chuẩn bị cho các tác động của Delta. Canada tặng 10 triệu liều vaccine Johnson Johnson chưa sử dụng cho các nước nghèo. Nhiều trường đại học và cao đẳng công bố chính sách tiêm chủng Quân đội Canada chuẩn bị di tản người Canada khỏi Afghanistan. Trung Quốc bác bỏ các cuộc biểu tình của Canada về các vụ liên quan đến Huawei. Và trong bản tin thế giới, Ý có ngày nóng nhất kỷ lục châu Âu khi xoáy nghịch càng quét, lũ lụt tàn phá miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. New Zealand dự định mở cửa đón khách du lịch đã tiêm chủng vào đầu năm 2022. Pháp tặng Việt Nam 670.000 liều vaccine AstraZeneca và Hungary cũng sẽ chia sẻ 100.000 liều. Và một số cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Hoàng Anh cùng Tuấn Liêm xin thân ái kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel và một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Tiến sĩ Teresa Tham cho biết làn sóng COVID-19 thứ tư hiện đang xảy ra ở Canada. Hôm nay, Giám đốc của Cơ quan Y tế Công cộng Canada, tiến sĩ Teresa Tham cho biết biến thể Delta đang đẩy Canada vào làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19. Bà cho biết cả nước có 13.000 ca còn bệnh, tăng hơn gấp đôi so với 2 tuần trước. Trung bình có hơn 1.500 ca nhiễm mới được báo cáo hàng ngày. Với phần lớn người nhiễm virus ở độ tuổi từ 20 đến 39 tuổi, số người tử vong liên quan đến Covid-19 vẫn ở mức thấp, trung bình cả nước có khoảng 7 ca tử vong mỗi ngày. Bình quân có 511 người mắc Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện mỗi ngày, tăng 12% so với tuần trước. Hiện có 206 người đang điều trị trong các phòng chăm sóc đặc biệt ICU trên khắp Canada, con số này đã chững lại. Tiến sĩ Tham nói trong khi biến thể Delta trở nên dễ lây lan hơn, nhóm đã tiêm hai liều vaccine COVID-19 hoàn chỉnh vẫn có khả năng bảo vệ đáng kể. Phần lớn các ca nhiễm virus và nhập viện xảy ra ở những người không được tiêm chủng đầy đủ. Cho đến nay, đã có gần 82% người dân Canada được tiêm chủng một liều, trong khi 71% tiêm chủng đầy đủ hai liều. Tiến sĩ Teresa Tham kêu gọi người dân Canada chưa tiêm phòng vaccine nên tiêm chủng ngay. Điều này có thể giúp giảm sự lan rộng của làn sóng thứ tư vào mùa thu và mùa đông, và đồng thời giúp hạn chế tác động lên hệ thống chăm sóc sức khỏe. Biến thể Delta đang làm tăng các ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới và là dạng đột biến đang chiếm ưu thế. Một báo cáo và nghiên cứu gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh gọi tắt là CDC cho thấy biến thể Delta có thể lây lan như bệnh thủy đậu và đã gây ra một loạt các đợt bùng phát ngay cả ở những người đã được tiêm phòng. Tuy nhiên, tiến sĩ Gerald Evans, chủ tịch bộ phận các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Queen, trước đó đã cho biết làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19 tại Canada sẽ khác rất nhiều so với đợt trước do tỷ lệ tiêm chủng. Ngay cả với sự gia tăng số ca của Canada, ông Evan nói rằng đó là các ca sẽ xảy ra chủ yếu trong các cộng đồng chưa được tiêm chủng. Tiến sĩ Tham cho biết thêm hôm thứ năm rằng các quan chức y tế đang làm việc với các chuyên gia trên khắp Canada để theo dõi bằng chứng liên quan đến nhu cầu cần tiêm thêm bổ sung ở một số nhóm dân số nhất định, chẳng hạn như những người bị suy giảm miễn dịch. Vào tuần trước, Tiến sĩ Tham nói rằng Canada vẫn cần thêm dữ liệu về những mũi tiêm tăng cường trước khi đưa ra quyết định. Nhưng bà tin rằng dù Canada có phải triển khai mũi tiêm thứ ba, thì quốc gia này vẫn có thể tiếp tục chia sẻ vaccine với thế giới. Hôm thứ Năm, Canada cũng cho biết sẽ tặng thêm 10 triệu liều vaccine Johnson Johnson cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thông qua chương trình COVAX. Khoảng đóng góp này, nâng tổng số đóng góp của Canada cho chương trình COVAX lên hơn 40 triệu liều vaccine COVID-19 và đồng thời cũng đưa Canada trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc tặng vaccine tính trên đầu người. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt vaccine Johnson Johnson vào đầu tháng 3, nhưng vaccine này chưa bao giờ được sử dụng ở trong nước. Pfizer sẽ có dữ liệu thử nghiệm vaccine COVID-19 cho trẻ em vào cuối năm nay. Pfizer dự định sẽ gửi dữ liệu cho Bộ Y tế Canada về các thử nghiệm vắc xin COVID-19 ở trẻ em dưới 12 tuổi vào cuối năm nay. Trong một tuyên bố, Pfizer nói rằng họ đã hoàn thành giai đoạn 1 thử nghiệm vắc ở trẻ em nhằm xác định liều lượng tối ưu cho trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau. Giai đoạn 2 và 3 đang được thử nghiệm để đánh giá thêm tính an toàn, khả năng dung nạp và khả năng sinh miễn dịch của vắc xin Pfizer ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Nếu tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch được xác nhận, Pfizer có kế hoạch nộp dữ liệu cho Bộ Y tế Canada trước cuối năm để yêu cầu phê duyệt khả năng sử dụng loại vắc xin này ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và ngay sau đó là cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Dữ liệu này cần được Bộ Y tế Canada xem xét để xác định liệu chính phủ có cho phép sử dụng vắc xin Pfizer BioNTech ở trẻ em dưới 12 tuổi hay không. Trước đó thì Bộ Y tế Canada đã chấp thuận việc sử dụng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 16 tuổi vào tháng 5 năm 2021. Moderna, công ty sản xuất vắc xin Covid-19 được phê duyệt để sử dụng cho những người trên 16 tuổi, cho biết rằng nghiên cứu về vắc xin Covid-19 ở trẻ em đang diễn ra và sẽ không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian. Tương tự AstraZeneca cho biết đối tác của họ và Đại học Oxford hiện đang tiến hành các thử nghiệm vắc xin trên các nhóm trẻ em. Người dân Canada có thể mong đợi một cuộc bầu cử liên bang vào ngày 20 tháng 9. Thủ tướng Trudeau dự kiến sẽ gọi điện cho bà toàn quyền Canada vào ngày Chủ nhật toàn quyền Canada là đại diện của nữ hoàng Anh khi thi hành các nhiệm vụ được giao phó trên toàn lãnh thổ của Liên bang Canada. Nơi cư ngụ chính thức của toàn quyền Canada là Rideau Hall, một lâu đài bằng đá được xây vào năm 1838 tại Ottawa, Ontario. Các cử tri Canada có thể sẽ phải đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử liên bang vào ngày 20 tháng 9. Theo các nguồn tin am hiểu về kế hoạch của Thủ tướng Justin Trudeau, Thủ tướng dự định sẽ đến thăm lâu đài Riddle vào ngày Chủ nhật để yêu cầu giải tán quốc hội. Thủ tướng dự kiến sẽ công bố một chiến dịch kéo dài 36 ngày. Thời lượng chiến dịch tối thiểu được luật cho phép có nghĩa là ngày bỏ phiếu sẽ là ngày thứ hai, ngày 20 tháng 9. Dự đoán về cuộc bầu cử các nhà lãnh đạo đối lập đã chỉ trích Thủ tướng Trudeau về việc phát động một cuộc bầu cử trong khi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn ra. Lãnh đạo của đảng bảo thủ Erin O'Toole cũng nói rằng đảng tự do không nên vội vàng tiến hành cuộc bầu cử liên bang trong đợt đại dịch thứ tư. Tiến sĩ Theresa Tham, giám đốc cơ quan y tế công cộng Canada, cho biết do sự kết hợp của các quy trình y tế và tỷ lệ tiêm chủng cao của Canada, bà tin rằng việc bỏ phiếu trực tiếp có thể được tiến hành một cách an toàn với sự khó mặt của các biện pháp y tế công cộng trưởng văn phòng bầu cử của Canada Stefan Perrault cho biết có thể mất vài ngày để báo cáo kết quả cuối cùng của một cuộc bầu cử trong giai đoạn đại dịch do số lượng phiếu gửi qua thư dự kiến sẽ tăng. Tổ chức bầu cử Canada cho biết họ dự kiến sẽ có khoảng 5 triệu phiếu bầu cử bằng thư trong khoảng thời gian này, ít hơn 50.000 phiếu trong cuộc bầu cử năm 2019. Ông Perrault cũng chia sẻ thêm là các lá phiếu gửi qua thư chỉ được đếm sau ngày bầu cử. Thưa quý vị, các lãnh đạo y tế của tỉnh BC đã công bố lệnh mới hôm thứ Năm rằng tất cả những người làm việc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn của tỉnh đều phải được tiêm chủng vaccine COVID-19. Điều này sẽ áp dụng cho tất cả các cơ sở được cấp phép và mọi nhân viên, bao gồm cả tình nguyện viên, phải được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 12 tháng 10. Tiêm vaccine COVID-19 sẽ là một yêu cầu tuyển dụng. Giám đốc Sở Y tế tỉnh BC là ông Adrian Dix cho biết vào tháng Giêng năm nay, Họ đã báo cáo 49 vụ bùng phát dịch COVID-19 đến từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các nhà chăm sóc. Và điều này hầu như không còn xảy ra trong tháng 2. Từ đó thì có thể thấy tầm quan trọng của chương trình vaccine đối với các nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe dài hạn. Nhưng các ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng trên khắp tỉnh, đặc biệt là ở khu vực interior. Tiến sĩ Bonnie Henry, giám đốc y tế của tỉnh cho biết hiện có 8 ổ dịch trong tỉnh đến từ những người không được tiêm chủng, Tính đến thứ năm, 82,3% những người đủ điều kiện trên 12 tuổi trong tỉnh đã nhận được ít nhất một liều vaccine. Trong số đó, thì 72% dân số đã được chủng ngừa đầy đủ hai liều. Các khách mà không được tiêm phòng đầy đủ khi đến các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe dài hạn để thăm người thân sẽ phải đeo khẩu trang. Trước đó thì tiến sĩ Henry cho biết khi chăm sóc người khác ở một số tình huống nhất định, các nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm chủng sẽ cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm bổ sung. Nhưng hôm thứ Năm bà cho biết điều này là chưa đủ. Các nhân viên chăm sóc bệnh nhân, bệnh cấp tính và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng phải được tiêm chủng đầy đủ. Nhưng điều này vẫn đang được điều chỉnh. Một số quốc gia lớn ở châu Âu bao gồm Pháp, Ý và Hy Lạp đã triển khai vaccine bắt buộc và một số tổ chức chăm sóc sức khỏe hàng đầu của Canada đang kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền làm theo. Cả Hiệp hội Y tá Canada và Hiệp hội Y khoa Canada đều gây áp lực để sớm triển khai biện pháp này. Trong khi một số tổ chức y tế quốc gia đang thúc đẩy chính sách này, thì Hiệp hội Y tá tỉnh BC cho biết họ rất ủng hộ việc tiêm chủng cho các thành viên, nhưng họ vẫn tin rằng giáo dục và thông tin chính xác là cách tiếp cận tốt nhất tổ chức này cũng cho biết thêm rằng nếu tỉnh đưa ra lệnh bắt buộc tiêm vaccine mọi cư dân của tỉnh nên tuân theo lệnh đó tiến sĩ henry cho biết có thể xuất hiện một số phản ứng dữ dội đối với thông báo này nhưng các lãnh đạo y tế và pháp lý tin rằng đây có thể là một yêu cầu hiệu quả đối với tình hình lao động trong các cơ sở này nhằm bảo vệ các cư dân dễ bị tổn thương nhất của tỉnh Ông Terry Lake là giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của tỉnh BC, cho biết họ hoàn toàn ủng hộ thông báo vào hôm thứ Năm. Ngoài ra, theo nguồn tin cập nhật hôm nay, các lãnh đạo y tế của tỉnh BC cho biết họ hoàn toàn. Ngoài ra, thì theo nguồn tin cập nhật hôm nay, các lãnh đạo y tế của tỉnh BC cho biết họ hoàn toàn ủng hộ việc cấp hộ chiếu vaccine cho việc du lịch quốc tế. Bộ trưởng Bộ Nhập cư Canada là ông Marco Mendocino đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng Giấy chứng nhận vaccine sẽ phổ biến trên tất cả các tỉnh và sẽ bao gồm lịch sử tiêm chủng vaccine COVID-19 của người sở hữu, loại mũi tiêm họ đã nhận được, thời gian và địa điểm họ được tiêm. Giám đốc Sở Y tế của tỉnh BC là ông Adrian Dix cho biết họ đã làm việc với chính phủ liên bang về chương trình hậu chiếu vaccine và tỉnh hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này. Ông nói, chúng tôi đang làm việc để bảo đảm các chi tiết của hậu chiếu vaccine, yêu cầu có thông tin có thể truy cập được và có tính đến các cân nhắc về quyền riêng tư. Tỉnh Ontario vào thứ Năm báo cáo thêm 513 ca COVID-19 mới, trong khi số vaccine sử dụng đã lên đến 20 triệu liều. Tỉnh Ontario đã báo cáo thêm 513 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Năm là con số cao nhất kể từ giữa tháng 6, trong khi tổng số liều vaccine được sử dụng trong tỉnh đã lên đến con số 20 triệu liều. Theo giám đốc sở y tế của tỉnh là bà Christine Elliott, trong số các ca nhiễm mới, có 360 ca nhiễm, tương đương khoảng 70% là xảy ra ở những người chưa được tiêm chủng. Bà cho biết 56 ca nhiễm khác là những người chỉ tiêm một mũi vaccine, trong khi đó thì có 88 ca nhiễm là những người đã được tiêm đầy đủ. Bạn có thể thấy rằng các số liệu được trích dẫn bởi bà Elliot, cộng lại lên đến 504 người, không phải 513 Sở Y tế tỉnh trước đó đã cảnh báo rằng hai con số này có thể không tương ứng trực tiếp vì số lượng ca nhiễm và dữ liệu về tình trạng tiêm chủng của từng ca được lấy từ các nguồn khác nhau và được thu thập trong một khung thời gian hơi khác biệt. Cơ quan Cố vấn Khoa học COVID-19 của tỉnh Ontario ước tính rằng chỉ số sinh sản, tức là thước đo số lượng người liên quan mà một người bị nhiễm sẽ tiếp tục lây nhiễm, hiện là các giá trị mà trên con số 1 có nghĩa là đại dịch đang lan rộng thay vì giảm dần. Điều đó có nghĩa là các ca nhiễm hàng ngày dự kiến sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 8 ngày hoặc lâu hơn. Tổng cộng đã có trên 20 triệu liều vaccine đã được tiêm ở tỉnh Ontario cho đến nay. Khoảng 72,5% người Ontario đủ điều kiện, tức là những người từ 12 tuổi trở lên hiện đã tiêm 2 liều vaccine. Tỷ lệ dương tính với xét nghiệm trên toàn tỉnh hiện là 2,1%. Số ca đang còn bệnh trên địa bàn tỉnh hiện là 2.868 người. Số người bệnh đang được chăm sóc đặc biệt ICU là 113 người. Không có ca tử vong mới nào được báo cáo vào ngày hôm nay. Số người chết chính thức là 9.412 người kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tính đến tối ngày 12 tháng 8, thì Canada đã báo cáo thêm 2.145 ca COVID-19 mới và 4 ca tử vong, đánh dấu sự khởi đầu của đợt sóng thứ tư của đại dịch theo quan chức y tế công cộng hàng đầu của Canada. Tổng số ca COVID-19 của Canada đã tăng lên 1 triệu 447.446 người. Trong số đó thì còn 14.694 ca còn bệnh. Số ca tử vong là 26.692 người. Cho tới hôm nay thì hơn 51 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Trong đó thì hơn 27.3 triệu người, tức là 71,6% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và hơn 62,3% dân số đã tiêm đầy đủ hai liều. Tỉnh BC thì báo cáo có thêm 513 ca nhiễm mới, ngày thứ hai liên tiếp tỉnh này báo cáo trên 500 ca mắc mới và có thêm một ca tử vong. Tại tỉnh Alberta, số ca nhập viện và nhập viện phòng ICU tiếp tục gia tăng khi tỉnh báo cáo có thêm 550 ca nhiễm mới vào thứ Năm, nâng tổng số ca còn bệnh trên địa bàn tỉnh lên 4.101 người. Hiện có 146 bệnh nhân nhập viện và 36 người đang được chăm sóc đặc biệt phòng ICU. Tỉnh Saskatchewan thì có 141 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Tỉnh Manitoba có 34 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Tỉnh Ontario có 513 ca nhiễm mới. Tỉnh Quebec có 369 ca nhiễm mới. New Brunswick có 11 ca nhiễm mới. Nova Scotia có 7 ca nhiễm mới. Và vùng lãnh thổ Yukon có 9 ca bệnh mới. Tỉnh Ontario chi thêm 2,2 tỷ đô la trong chi tiêu Covid-19 chuẩn bị cho tác động của Delta. Ontario đang chi thêm 2,2 tỷ đô la cho chi tiêu Covid-19 nhằm chuẩn bị cho tác động của biến thể Delta khi tỉnh này nhận thấy số ca mắc ngày càng tăng, phần lớn là ở những người chưa được tiêm chủng. Giám đốc của Sở Tài chính là Peter Bethlenfalvy đã công bố tình hình tài chính quý đầu tiên của tỉnh từ 2021 đến 2022 vào ngày thứ Năm công bố có thêm 2,2 tỷ đô la cho quỹ COVID-19 nhờ vào dự báo doanh thu cao hơn 2,9 tỷ đô la so với ngân sách. Doanh thu cao hơn là do 1,9 tỷ đô la từ chính phủ liên bang và khoảng 1 tỷ đô la khác từ thuế doanh nghiệp và thuế chuyển nhượng đất đai. Dự báo thăm hột đang được điều chỉnh thêm 700 triệu đô la xuống còn 32,4 tỷ đô la. Ông Bethlenfauve không nói rõ 2,2 tỷ đô la chi tiêu mới sẽ hướng tới mục tiêu gì, nói rằng chính phủ có thể sử dụng để bảo vệ sức khỏe người dân và nền kinh tế khi cần thiết dự báo thâm hụt thấp hơn và tăng trưởng kinh tế mạnh hơn đã góp phần làm giảm tỷ lệ nợ ròng trên GDP của tỉnh giảm 0,7% xuống còn 48,1%. GDP thực tế tăng 1,2% trong quý đầu tiên của năm 2021, chỉ thấp hơn 1,8% so với mức trong quý 4 năm 2019. Hiệp hội Hàng không cho biết hộ chiếu phát sinh sẽ hỗ trợ các ngành du lịch và lữ khách của Canada. Hiệp hội Hàng không Canada rất vui khi thấy chính phủ liên bang thực hiện cấp hộ chiếu phát sinh cho các chuyến du lịch quốc tế. Ông Mike McNanny, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hội đồng hãng hàng không quốc gia Canada, cho biết chứng nhận kỹ thuật số tiêu chuẩn về tình trạng phát sinh có vai trò rất quan trọng để khởi động lại ngành du lịch và lữ khách của đất nước. Chính phủ liên bang hôm thứ Tư đã công bố hệ thống hộ chiếu nhằm hỗ trợ chứng nhận cho những người Canada chọn đi du lịch nước ngoài. Bộ trưởng nhập cư Marco Medicino cho biết hộ chiếu kỹ thuật số này sẽ bao gồm dữ liệu về loại vaccine đã nhận, ngày và địa điểm chúng được tiêm. Tin tức được đưa ra sau khi chính phủ loại bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với những du khách Canada đã được tiêm phòng đầy đủ vào đầu mùa hè này. Ông McNanny hy vọng tất cả các chính phủ của các tỉnh bang sẽ làm việc cùng nhau để bảo đảm ngày phát hành hộ chiếu vắc xin vào mùa thu này sẽ được xác định. Theo tin mới nhận, thì chính phủ liên bang cho biết họ có kế hoạch tạo ra các tài liệu chứng minh việc tiêm chủng cho các chuyến đi du lịch quốc tế vào đầu mùa thu. Bộ trưởng nhập cư Macro Medicino chiều nay cho biết Ottawa đang làm việc với các tỉnh nơi nắm giữ dữ liệu về tiêm chủng để phát triển các thông tin xác thực một cách đồng bộ. Bộ trưởng cho biết chính phủ cũng đang làm việc với các quốc gia khác để công nhận các chính chỉ được cấp ở Canada. Chứng dựng liên bang này bao gồm dữ liệu về phát sinh đã tiêm cùng với ngày tháng và địa điểm tiêm chủng. Bộ trưởng các vấn đề liên chính phủ Dominic LeBlanc cho biết chính phủ hy vọng các thông tin tiêm chủng xác thực trên là dữ liệu kỹ thuật số, nhưng cũng sẽ sẵn sàng cho những người không có quyền truy cập thiết bị. Ở Quebec, bắt đầu từ tháng 9, bất kỳ ai muốn đến các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như là quán bar, nhà hàng, phòng tập thể dục và lễ hội cần xuất trình mã QR để có thể quét được thông qua ứng dụng điện thoại thông minh nhằm chứng minh rằng họ đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19. Manitoba đang phát hành thẻ dữ liệu tiêm phòng vaccine COVID-19 cho những cư dân hoàn thành 2 tuần sau khi mũi tiêm thứ hai. Lãnh đạo của đảng tự do tại Nova Scotia Ian Rankin đã hứa rằng nếu chính phủ đảng tự do được bao lại thì sẽ đưa ra Scotia Pass dành cho những cư dân đã được tiêm chủng đầy đủ và theo đó các doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể sử dụng hệ thống này để hạn chế quyền truy cập hay là sử dụng các dịch vụ của họ. Trong khi đó thì thủ hiến Alberta Jason Kenney tiếp tục khẳng định tỉnh của ông sẽ không giới thiệu tài liệu chứng minh về việc tiêm chủng vì trái với đạo luật thông tin y tế và cũng có thể là đạo luật tự do thông tin và bảo vệ quyền riêng tư. Canada sẽ tặng thêm 10 triệu liều vaccine Johnson Johnson chưa sử dụng cho các nước nghèo khi nguồn cung tiếp tục gia tăng. Canada sẽ tài trợ tất cả 10 triệu liều vaccine đơn liều đã mua từ Johnson Johnson nhưng sẽ không sử dụng để tặng cho các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Bộ trưởng Phát triển Quốc tế là bà Karina Gold đã công bố khoản tài trợ thông qua Liên minh chia sẻ vaccine là COVAX vào thứ Năm, khi nhiều quốc gia đang phát triển tiếp tục vật lộn với tình trạng thiếu vaccine. Bộ Y tế Canada đã cấp phép cho vaccine Johnson Johnson vào đầu tháng 3 nhưng chưa bao giờ được sử dụng ở trong nước. Lô hàng duy nhất được giao là 330.000 liều thuốc đến vào cuối tháng 4, nhưng đã bị kiểm dịch trong nhiều tháng vì lo ngại có thể bị nhiễm độc tại một cơ sở sản xuất ở Baltimore. Bộ Y tế Canada cuối cùng xác định các liều không thể xác minh được và đã trả lại cho công ty. Cũng như các loại vaccine khác mà Canada đã mua, chính phủ không tiết lộ họ đã đồng ý trả bao nhiêu cho các mũi tiêm Johnson Johnson. Tháng trước, thì chính phủ liên bang tuyên bố sẽ tặng gần 18 triệu liều vaccine AstraZeneca cho các nước nghèo hơn. Vào thời điểm đó, thì Bộ trưởng Bộ Mua sắm là Anita Anand cho biết, sau khi trao đổi với các tỉnh, chính phủ liên bang xác định những liều vaccine này đang dư thừa nguồn cung do nhu cầu đối với vaccine AstraZeneca đã được đáp ứng. Tại cuộc họp G7 của các nhóm 7, vào tháng 6, thì Thủ tướng Justin Trudeau cam kết rằng Canada sẽ cung cấp lại ít nhất 13 triệu liều mà nước này đã được ấn định để nhận thông qua hợp đồng với COVAX, bên cạnh hàng triệu đô la đã được dành cho nỗ lực vaccine toàn cầu. Chính phủ cũng thông báo vào đầu tuần này rằng Canada sẽ gửi 82.000 liều thuốc thông qua một thỏa thuận giữa các quốc gia tới Trinidad và Tobago. Hiện Canada đã cam kết tài trợ tổng cộng 40 triệu liều vaccine, Bộ trưởng Anand cho biết chính phủ liên bang có kế hoạch dự trữ 4 triệu liều vaccine mọi lúc để bảo đảm Canada có đủ nguồn cung cho chính mình. Mục đích của việc dự trữ là để bảo đảm rằng vaccine có sẵn cho người dân Canada khi họ cần, đồng thời bảo đảm rằng các liều vaccine có sẵn cho các quốc gia khác. Các liều vaccine mà Canada được xác định là thẳng dư sẽ liên tục được tặng cho các đối tác quốc tế một số nhà phê bình đã cáo buộc các quốc gia giàu có tích trữ liều lượng bổ sung, trong khi hầu hết dân số của họ đã được tiêm phòng, trong khi những quốc gia tồi tệ hơn thì không thể tiêm phòng. Nhiều trường đại học và cao đẳng công bố chính sách tiêm chủng. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến thời điểm các lớp học tiếp tục trở lại. Đại học Toronto, Đại học Queen và một số trường cao đẳng và đại học khác ở tỉnh Ontario đã công bố những yêu cầu bắt buộc khác nhau về việc tiêm chủng vaccine COVID-19 trước thềm năm học sắp tới, như một số chính sách đang được thiết lập yêu cầu sinh viên trong khuôn viên trường phải được tiêm chủng đầy đủ, trong khi những trường khác thì đang yêu cầu chia sẻ các tình trạng tiêm chủng. Đại học Toronto cho biết sẽ yêu cầu tất cả những người có ý định sinh hoạt trong khuôn viên trường phải được tiêm chủng đầy đủ Đại học này cũng yêu cầu sinh viên tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine COVID-19 mà đã được phê duyệt cho một số hoạt động nhất định, như là hoạt động của các lớp thể thao và âm nhạc, cũng như các khu vực giảng dạy khác. Nhưng một số giảng viên của trường chỉ trích chính sách tiêm chủng vì chỉ những sinh viên sống ở các khu nội trú của trường và những người tham gia các hoạt động như thể thao chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp và biểu diễn âm nhạc mới được yêu cầu xuất trình bằng chứng chứng nhận về tình trạng tiêm chủng những người khác sẽ phải tự khai báo tình trạng tiêm chủng của họ bằng ứng dụng sàng lọc. Đại học Carlton ở Ottawa cũng sẽ yêu cầu tất cả mọi người chứng minh tình trạng tiêm chủng của họ hoặc tham gia xét nghiệm nhanh virus COVID-19 để được vào trường tạm thời. Những người mà chưa được tiêm chủng cũng sẽ được hỏi về lý do chưa tiêm chủng và nhận hướng dẫn về cách làm thế nào để được tiêm chủng. Hiện trường cũng đang có kế hoạch tổ chức các phòng khám vaccine trong khuôn viên trường vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10 nhằm cung cấp thông tin chi tiết về cách cung cấp bằng chứng tiêm chủng trong những ngày tới. Đại học Queen ở Kingston, tỉnh Ontario cũng đã thông báo hôm thứ Năm rằng họ sẽ yêu cầu tất cả sinh viên, nhân viên, giảng viên và khách tham quan phải được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 7 tháng 9 để vào trường. Những người mà chưa được tiêm chủng đầy đủ trước ngày đó sẽ được yêu cầu thực hiện các quy trình an toàn và sức khỏe bổ sung đồng thời tham gia xét nghiệm Covid-19 theo khuyến cáo của đơn vị y tế công cộng địa phương. Thêm vào đó, Đại học Guelph, Đại học Wilfred Laurier và Cao đẳng Conestoga đều cho biết sinh viên phải được tiêm phòng để sống tại khu nội trú trong khuôn viên trường kể từ mùa thu năm nay. Các trường khác đã bắt buộc tiêm vắc xin Covid-19 bao gồm Đại học Ottawa, Đại học Western ở London, Đại học Công nghệ Ontario Tech University Đại học University of Toronto và cao đẳng Seneca College có các cơ sở ở Toronto, York Region và Peterborough. Đại học Waterloo cũng đã cảnh báo sinh viên rằng nếu họ không được tiêm phòng đầy đủ, họ sẽ phải kiểm tra kháng nguyên hai lần một tuần. Trường đại học này cũng cho biết kể từ ngày 1 tháng 9 thì mọi người sẽ cần phải tự khai báo tình trạng tiêm chủng của mình thông qua một công cụ đăng ký mới. Đại học Wilfred Laurier cho biết họ hiện đang làm việc để phát triển chính sách và quy trình cụ thể cho cộng đồng trường. Nhưng đội ngũ lãnh đạo điều hành tin rằng yêu cầu tiêm chủng là hướng đi đúng đắn. Quân đội Canada chuẩn bị di tản người Canada khỏi Afghanistan Quân đội Canada đang chuẩn bị rút người Canada ra khỏi đại sứ quán của họ ở Afghanistan theo các cơ quan báo chí đưa tin. Một số người Afghanistan từng làm việc cho Canada và gia đình của họ hiện đang ở trong một khu trại của Canada với hy vọng được giải cứu cùng với các công dân Canada. Các nguồn tin cho biết có trẻ nhỏ người Afghanistan trong số những người đang trú ẩn. Chính phủ Canada vẫn chưa đưa ra quyết định về số phận của họ, nhưng nhiều nguồn tin nói rằng họ lo ngại các gia đình sẽ bị Taliban hành quyết. Theo Global News, đại sứ quán hiện đang trong quá trình di tản bao gồm việc xử lý các đồ vật bí mật và sơ tán nhân viên. Các lực lượng hoạt động đặc biệt của Canada sẽ được triển khai để bắt đầu di tản người Canada tại đại sứ quán của họ ở Kabul theo các nguồn tin. Các đơn vị hoạt động đặc biệt của Canada giúp di tản đại sứ quán bao gồm Trung đoàn Hoạt động đặc biệt Canada và lực lượng đặc nhiệm Liên hợp 2. Đơn vị sau này chuyên đóng vai trò là đơn vị giải cứu con tin và khủng bố tinh nhuệ động thái di tản diễn ra khi một số thành phố đã bắt đầu rơi vào tay của taliban chỉ vài tuần trước khi mỹ chuẩn bị rút hoàn toàn khỏi afghanistan chính phủ trước đó đã cam kết cho thông dịch viên người afghanistan rút khỏi trong bối cảnh lo ngại về sự trả đũa của taliban mặc dù quá trình này đã bị những trở ngại như vấn đề về thị thực trung quốc bác bỏ các cuộc biểu tình của canada về các vụ liên quan đến hoa huê trung quốc hôm thứ năm đã bác bỏ các phản đối của canada về các bản án khắc nghiệt do tòa án trung quốc tuyên án đối với những người canada về vụ việc được coi là liên quan đến vụ bắt giữ một giám đốc điều hành hàng đầu của tập đoàn công nghệ khổng lồ trung quốc hoa huê ở vancouver bộ ngoại giao và đại sứ quán trung quốc tại canada cáo buộc ottawa đã đưa ra những cáo buộc không có cơ sở không có căn cứ can thiệp thô bạo về chủ quyền tư pháp của Trung Quốc. Những lời buộc tội như vậy là cực kỳ phi lý, cực kỳ ngớ ngẩn và cực kỳ ngạo mạn. Qua đó, thì chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ nhất. Tuyên bố của họ cho biết, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ tư đã gọi việc tuyên án doanh nhân Michael Spavor là hoàn toàn không thể chấp nhận được và không công bằng. Thủ tướng Justin Trudeau đã dẫn việc thiếu minh bạch trong quy trình pháp lý và một phiên tòa không đáp ứng ngay cả những tiêu chuẩn tối thiểu mà luật pháp quốc tế yêu cầu. Đối với ông Sparver cũng như Michael Kovrig, người cũng đã bị giam giữ tùy tiện ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm thả họ ngay lập tức. Chúng tôi sẽ liên tục làm việc 24 trên 24 để đưa họ về nhà càng sớm càng tốt. Michael Spavor và cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig đã bị bắt ngay sau khi bà Wan Chu của Hoa Kỳ bị bắt tại Vancouver vào ngày 1 tháng 12 năm 2018 theo yêu cầu của Hoa Kỳ, nơi mà bà đã phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt thương mại đối với Iran. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận Michael Spavor và Michael Kovrig đã bị bắt giữ một cách tùy tiện và nói rằng quyền của họ được bảo vệ đầy đủ. Người phát ngôn của bộ là hòa xuân oán cáo buộc Canada sử dụng ngoại giao qua loa để tập hợp các đồng minh của mình nhằm gây áp lực với Trung Quốc. Một thông báo mới từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho biết, phía Trung Quốc kêu gọi phía Canada nắm rõ ràng tình hình hiện tại, nghiêm túc tôn trọng chủ quyền tư pháp của Trung Quốc, ngừng áp dụng các tiêu chuẩn kép về các vấn đề pháp lý và ngừng vu khống và công kích Trung Quốc để tránh gây thêm thiệt hại cho quan hệ Trung Quốc-Canada. Hôm thứ Tư, Sparver đã bị tòa án ở Đan Đồng, gần biên giới với Bắc Triều Tiên kết án 11 năm tù giam vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia. Ngoài việc cáo buộc Sparver đã chuyển thông tin nhạy cảm cho Kovrig, cả hai đều bị giam giữ trong tình trạng cách ly và có rất ít liên hệ với các nhà ngoại giao Canada. Canada và các nước khác phải đối mặt với các cuộc tẩy chay thương mại và áp lực khác của trung quốc trong các tranh chấp với bắc kinh về nhân quyền coronavirus và quyền kiểm soát biển đông hoa kỳ đã cảnh báo du khách mỹ phải đối mặt với những nguy cơ cao một khi bị giam giữ một cách tùy tiện tại trung quốc vì những lý do khác ngoài việc thực thi luật pháp trung quốc đã cố gắng gây áp lực với chính phủ của thủ tướng trudeau bằng cách áp đặt các hạn chế đối với nhập khẩu dầu, hạt cải và các sản phẩm khác từ Canada. Các nhà ngoại giao từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Úc, Đức và các nước châu Âu khác cùng với Liên minh châu Âu đã thể hiện sự ủng hộ của họ bằng cách tập trung tại Đại sứ quán Canada ở Bắc Kinh vào hôm thứ Tư. Họ đã kêu gọi Sparver và Kovrig được xét xử công bằng hoặc được trả tự do. Việc bắt giữ các cá nhân một cách tùy tiện để thực hiện đòn bẩy đối với các chính phủ nước ngoài là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố, và ông nói tiếp, mỗi người không bao giờ nên được sử dụng như là một con bài mặc cả. Ba người Canada bị kết án trong các vụ án ma túy riêng biệt đã bị kết án tử hình vào năm 2019. Trong đó, Robert Schellenberg đã nhận bản án 15 năm tù giam ban đầu sau đó thì đột ngột tăng lên thành tử hình vào tháng giêng năm 2019 sau khi bà Men bị bắt. Đơn kháng cáo của ông đã bị bác bỏ hôm thứ ba và phụ kiện đã được gửi lên tòa án tối cao của Trung Quốc để được xem xét. Bà Men Wanqiu, giám đốc tài chính của Hoa Khôi Technologies và là con gái của người sáng lập công ty, đã bị bắt tại sân bay Vancouver, Canada vào tháng 12 năm 2018. Với cáo buộc của Hoa Kỳ là bà đã nói dối với chi nhánh Hồng Kông của ngân hàng Anh HSBC về các giao dịch với Iran có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt thương mại. Các luật sư của bà Men cho rằng vụ việc có động cơ chính trị. Phán quyết về việc dẫn độ bà Men sang Hoa Kỳ để được xét xử có thể sẽ được đưa ra vào cuối năm nay và phán quyết đó có thể được kháng cáo thêm. Chính phủ Trung Quốc thì tin rằng việc bắt giữ bà Men là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm cản trở sự phát triển công nghệ của nước này. Hoa Huê là một nhà sản xuất thiết bị mạng và điện thoại thông minh, là thương hiệu công nghệ toàn cầu đầu tiên của Trung Quốc và là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung về công nghệ và bảo mật trong hệ thống thông tin. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tin tức tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Ý có ngày nóng nhất kỷ lục châu Âu khi xoáy nghịch càng quát, lũ lụt tàn phá miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. New Zealand dự định mở cửa đón khách du lịch đã tiêm chủng vào đầu năm 2022. Pháp tặng Việt Nam 670.000 liều vaccine AstraZeneca và Hungary cũng sẽ chia sẻ 100.000 liều. Cập nhật tình hình Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới Một con tàu bị mắc cạn và tách làm đôi ở Nhật Bản Thưa quý vị, các nhà chức trách ở Ý cho biết đảo Sicily có thể đã lập kỷ lục mọi thời đại ở châu Âu về nhiệt độ khi đạt tới 48,8 độ C, tức là 119,8 độ F. Thành phố Syracuse nóng kỷ lục vào chiều thứ tư khi một cơn xoáy nghịch mà báo chí ý gọi là Lucifer tràn vào và tiếp tục di chuyển lên phía bắc đất nước. Một đợt nắng nóng dai dẳng xung quanh Địa Trung Hải ở châu Âu và Bắc Phi đã góp phần gây ra một số đám cháy tồi tệ nhất từng thấy ở đó trong nhiều năm. Nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở châu Âu là 48 độ C ở Athens, Hy Lạp vào năm 1977, theo tổ chức khí tượng thế giới. Kỷ lục ở Ý đã được xác nhận bởi chính quyền Sicily, nhưng cần phải được xác nhận chính thức bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới. Xoáy nghịch là một hệ thống áp suất cao, trong đó áp suất khí quyển tương đối cao hơn không khí xung quanh nó. Ở Bắc Bán Cầu, chúng quay theo chiều kim đồng hồ và quay theo hướng khác ở Nam Bán Cầu. Một số đám cháy đã được bắt đầu bởi những kẻ đốt phá, nhưng các nhà khoa học cho biết cuộc khủng hoảng khí hậu đang làm cho các đợt nắng nóng và hỏa hoạn xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, do đó có sức tàn phá nặng nề hơn. Nhiệt độ tại khu địa Trung Hải đã cao hơn trung bình từ 5 đến 10 độ C trong tuần này. Hàng chục người đã chết trong các trận cháy rừng ở Nam Âu và Bắc Phi, hầu hết là ở Algeria, nơi ít nhất 69 người đã thiệt mạng. Nhiều khu vực ở Ý và Hy Lạp cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hỏa hoạn, nơi một số ngôi làng đã bị phá hủy phần lớn. Trong khi đó, thì 17 người đã thiệt mạng trong trận lũ quát ở khu vực biển đen của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm, khiến nước và các mảnh vỡ tràn qua đường phố, làm hư hỏng các cây cầu và tàn phá các con đường trong thảm họa thiên nhiên thứ hai, tấn công nước này trong cùng tháng. Nước lũ mang đến sự hỗn loạn cho các tỉnh phía Bắc ngay khi các nhà chức trách tuyên bố rằng một số đám cháy rừng hoành hành qua các vùng ven biển phía Nam trong hai tuần đã được kiểm soát. Hơn 1.400 người đã được lệnh rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng, một số với sự trợ giúp của máy bay trực thăng và thuyền, và khoảng 740 người đang được ở trong ký túc xá sinh viên. Trận lũ lụt làm hư cơ sở hạ tầng điện, khiến khoảng 330 ngôi làng không có điện. Năm cây cầu đã bị sập và nhiều cây cầu khác bị hư hỏng, dẫn đến việc đóng cửa các đường phố, New Zealand có kế hoạch cho phép các du khách đã tiêm chủng từ các quốc gia có nguy cơ thấp nhập cảnh mà không cần kiểm dịch từ đầu năm 2022, vì nước này dự định mở cửa biên giới trở lại sau gần 18 tháng cô lập do đại dịch gây ra. Kiểm soát biên giới chặt chẽ và lợi thế địa lý đã giúp New Zealand tiêu diệt COVID-19 nhanh hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác, nhưng điều này khiến quốc đảo có 5 triệu dân tại Thái Bình Dương gần như bị chia cắt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết hôm thứ Năm rằng đất nước vẫn chưa sẵn sàng mở cửa hoàn toàn, nhưng sẽ mở cửa theo từng giai đoạn vào đầu năm tới. Chính phủ sẽ xem xét việc mở cửa du lịch không có kiểm dịch cho những du khách đã được tiêm phòng từ các quốc gia mà có nguy cơ thấp từ quý đầu tiên của năm tới. Những người đi du lịch từ các quốc gia có nguy cơ trung bình sẽ tự cách ly hoặc ở lại khách sạn cách ly ngắn hơn những người đến từ các quốc gia mà có nguy cơ cao hoặc chưa được tiêm phòng sẽ vẫn phải cách ly trong 14 ngày. Một số du khách đã được tiêm phòng sẽ có thể tham gia vào cuộc thí điểm từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Theo đó thì họ có thể đi du lịch và tự cách ly ở nhà. Thủ tướng Arden đã giành được những lời khen ngợi trên toàn cầu vì ngăn chặn được sự lây truyền COVID-19 trong cộng đồng thông qua chiến lược kiểm soát nghiêm ngặt. Cả nước ghi nhận 2.500 ca bệnh và 26 trường hợp tử vong nhưng áp lực mở lại biên giới ngày càng gia tăng khi các doanh nghiệp tư nhân và lĩnh vực công phải vật lộn với tình trạng thiếu công nhân và giảm thu nhập. Quốc gia này cũng sẽ đẩy nhanh triển khai tiêm chủng với tất cả các độ tuổi đủ điều kiện có thể tiêm vaccine trước ngày 1 tháng 9. New Zealand cũng rút ngắn khoảng thời gian giữa hai lượt vaccine còn 6 tuần để nhiều người dân được tiêm chủng ít nhất là một phần. Quá trình tiêm chủng của New Zealand chậm hơn so với hầu hết các quốc gia khác, với chỉ hơn 21% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ cho đến nay. Một số cập nhật khác về tình hình COVID trên thế giới Tính đến thứ năm đã có hơn 204,9 triệu ca COVID-19 đã được báo cáo trên khắp thế giới, với số người chết trên toàn cầu đã có hơn 4,3 triệu người. Tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng người Mỹ có thể thấy nhiều trẻ em bị nhiễm coronavirus hơn khi biến thể Delta có khả năng lây truyền cao mở rộng phạm vi trên khắp đất nước. Theo ông, về mặt số lượng thì chúng ta sẽ thấy nhiều trẻ em hơn trong bệnh viện, ít nhất là 117 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Canada, đang phải đối mặt với biến thể Delta có khả năng lây truyền gấp hơn 2 lần so với chủng coronavirus trước đó. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu biến thể Delta có thể dẫn tới bệnh nặng hơn ở trẻ em hay không. Tiến sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cho biết cách tốt nhất để bảo vệ trẻ nhỏ chưa đủ điều kiện tiêm vaccine là cha mẹ nên đi tiêm phòng. CDC cũng đang nghiên cứu hội chứng hậu COVID-19 ở trẻ em. Dữ liệu ban đầu cho thấy những triệu chứng kéo dài gần như không phổ biến ở trẻ em so với người lớn, nhưng tiến sĩ Walensky cho biết cần phải nghiên cứu thêm. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thủ đô của Australia sẽ khóa cửa trong vòng một tuần kể từ thứ năm sau khi một số ca COVID-19 được phát hiện và virus được tìm thấy ở trong nước thải. Canberra cùng với Sydney, Melbourne và một số thành phố ở bang New South Wales đều bị khóa do biến thể Delta. Đây là trường hợp lây truyền địa phương đầu tiên ở thành phố 460.000 người kể từ ngày 10 tháng 7 năm ngoái. Giám đốc y tế của thủ đô Úc là Kerry Coleman cho biết nguồn gốc của sự lây nhiễm không được rõ. Một cố vấn y tế quan trọng của Thủ tướng Nhật cho biết tình trạng nhiễm bệnh gia tăng ở khu vực Tokyo đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống y tế và ông đang thúc giục chính phủ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để giảm bớt hoạt động đi lại của người dân các ca bệnh hàng ngày tăng gấp 3 lần trong Thế vận hội. Vào hôm thứ Năm, Tokyo ghi nhận có 4.989 ca mới và các dường bệnh đang nhanh chóng bị quá tải. Ở Trung Đông, Thổ Giới Kỳ đang xem xét yêu cầu các phụ huynh còn do dự về vắc xin phải xét nghiệm PCR âm tính thường xuyên khi nước này chuẩn bị mở cửa lại trường học. Bộ trưởng Y tế Farrington koka cho biết chính phủ quyết tâm mở cửa lại trường học vào ngày 6 tháng 9. Các chuyên gia của Bộ Y tế Israel khuyến nghị giảm độ tuổi tối thiểu đủ điều kiện tiêm liều vaccine tăng cường từ 60 xuống còn 50, với hy vọng hạn chế sự gia tăng các ca bệnh do biến thể Delta. Những người Israel từ 60 tuổi trở lên đã bắt đầu nhận được vaccine tăng cường từ 2 tuần trước, biến Israel thành một cuộc thử nghiệm trước khi có sự chấp thuận của cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ hoặc các cơ quan quản lý khác. Hơn 700.000 người cao niên ở Israel đã nhận được mũi vắc xin thứ ba. Tại châu Âu, Nga hôm thứ năm đã báo cáo mức kỷ lục 808 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua và 21.932 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó có 2.294 ca ở Moscow. Các ca bệnh hàng ngày của Nga đã giảm xuống so với mức đỉnh điểm vào tháng 7. Anh đã báo cáo có 33.074 ca nhiễm coronavirus mới vào hôm thứ Năm, con số hàng ngày cao nhất kể từ ngày 23 tháng 7. Tại châu Mỹ, Chile hôm thứ Tư đã bắt đầu tiêm vaccine tăng cường cho những người đã được tiêm vaccine COVID-19 của Sinovac nhằm nỗ lực đạt được thành công sớm sau một trong những đợt tiêm đại trà nhanh nhất thế giới. Argentina đã bắt đầu sản xuất và phân phối vaccine Sputnik V do Nga phát triển. Argentina là quốc gia đầu tiên chấp thuận Sputnik V vào tháng 12 năm 2020 và là quốc gia đầu tiên đi vào sản xuất toàn diện, mặc dù Mexico đã sản xuất lô vaccine thử nghiệm vào tháng trước. Pháp tặng cho Việt Nam 670.000 liều vaccine AstraZeneca, Hungary cũng chia sẻ 100.000 liều. Hôm 12 tháng 8 giờ Việt Nam thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đăng tải trên Twitter thông tin Pháp quyết định chia sẻ cho Việt Nam 670.000 liều vaccine AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX. Để chiến thắng với dịch COVID-19, việc tiếp cận vaccine phải mang tính toàn cầu và bình đẳng. Đó là lý do vì sao nước Pháp quyết định chia sẻ 670.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam như là một phần của cơ chế COVAX. Tổng thống Emmanuel Macron đã chia sẻ trên Twitter chính thức của mình. Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn thông tin từ Đại sứ Quán Pháp tại Hà Nội cho biết 670.000 liều vaccine AstraZeneca này sẽ được vận chuyển và bàn giao cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể, dự kiến là vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Và đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng cho biết trong khu vực châu Á, Việt Nam là quốc gia thứ hai sau Indonesia được Pháp hỗ trợ khẩn cấp đợt vaccine này. Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 11 tháng 8 giờ Việt Nam, chính phủ Hungary cũng đã quyết định gửi tặng chính phủ Việt Nam 100.000 liều vaccine AstraZeneca và 100.000 bộ xét nghiệm kháng thể nhanh để đối phó với đại dịch COVID-19. Hành động này là nghĩa cử quý báo chứng minh mối quan hệ đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary trong hơn 70 năm qua và đồng thời thể hiện sự chia sẻ lẫn nhau trong lúc khó khăn quyết tâm cùng chung sức đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Lời của Bộ Ngoại giao Việt Nam chia sẻ. Tính đến hết ngày 12 tháng 8 tại Việt Nam, cả nước ghi nhận có hơn 12 triệu người dân đã được tiêm vaccine COVID-19, trong đó có hơn 1 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tính đến tối ngày 12 tháng 8, Việt Nam ghi nhận có thêm 9.667 ca nhiễm mới, Số ca nhiễm COVID-19 mới chủ yếu là tại Sài Gòn có 3.841 ca, Bình Dương thì có 3.028 ca, Đồng Nai có 1.071 ca, Long An có 354 ca, Tiền Giang có 212 ca, Khánh Hòa có 172 ca, Đồng Tháp thì có 132 ca, và Cần Thơ thì có 128 ca. Hôm nay cũng là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu dịch. Với số ca nhiễm mới này, thì Việt Nam có tổng cộng 246.568 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.395 ca nhập cảnh và 244.173 ca nhiễm trong nước. Có 4 tỉnh thành không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong 14 ngày qua là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang và Lai Châu. Trong ngày thì có 3.991 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 89.145 người. Hiện có 499 bệnh nhân nặng đang điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU và 21 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là thiết bị hỗ trợ sự sống. Cho đến nay, Việt Nam cũng ghi nhận 4.813 ca tử vong vì COVID-19. Về tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19, thì tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là trên 12 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là trên 11 triệu liều, tiêm mũi 2 là trên 1 triệu liều. Một con tàu bị mắc cạn và tách làm đôi ở Nhật Bản Một con tàu đăng ký tại Panama đã mắc cạn tại một bến cảng phía bắc Nhật Bản, sau đó bị tách làm đôi và bị rò rỉ dầu, nhưng không có người nào bị thương trong số 21 thủy thủ đoàn. Sự cố rò rỉ dầu đang được kiểm soát mà không có dấu hiệu dầu đã vào bờ, theo cảnh sát biển Nhật Bản nói. Con tàu nặng 39.910 tấn có tên là Crimson Polaris, chở dâm gỗ khi nó mắc cạn vào sáng thứ tư ở cảng Hachinohe, tàu đã tìm cách thoát khỏi tình huống này, nhưng do thời tiết xấu nên không thể di chuyển xa và cuối cùng phải thả neo cách cảng khoảng 4 km, tức là 2,4 dặm. Con tàu, vốn đang kết thúc chuyến hành trình từ Thái Lan, đã bị tách vỡ làm hai vào đầu ngày thứ năm. Một vết dầu loan dài 5,1 km, rộng khoảng 1 km đã được nhìn thấy vào cuối ngày, nhưng các tàu tuần tra đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn. Hai phần của con tàu vẫn chưa di chuyển và đang được các tàu tuần tra giám sát chặt chẽ. Và sau đây là một số cập nhật nhanh về đồng đô la Canada giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch hôm thứ Năm, đồng đô la Canada bằng 0,7987 đô la Mỹ và bằng 0,6806 đồng euro. Trong khi đó, 1 đô la Canada bằng 18.221 đồng Việt Nam, theo Axie.com. Giá dầu thô WTI là 69,09 đô la Mỹ một thùng và giá dầu Brent là 71,10 đô la Mỹ một thùng giá vàng dâu ngay ở mức 1.752,97 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.